Trong lực lượng pháo binh, hiệp đồng giữa tổ đài và trận địa là nội dung khó, nhưng cũng là yếu tố đặc biệt quan trọng. Khổ luyện thành tài, miệt mài thành giỏi. Chính tinh thần miệt mài trong huấn luyện đó đã giúp cho lữ đoàn pháo binh 434, quân đoàn 4 nâng cao khả năng hiệp đồng chiến đấu. Nhanh chóng cơ động về vị trí triển khai khí tài, đôi tay thao tác thuần thục dứt khoát. Chỉ trong ít phút, những khẩu pháo này đã được cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 434 đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Đây là kết quả của cả quá trình thục luyện dưới sự hướng dẫn bám nắm thao trường của đội ngũ cán bộ các cấp. Đối với một khẩu đội pháo 105 thì cái việc nắm bắt, nhớ, hiểu rõ và thuần thục các cấu tạo, động tác trên pháo là cái việc đầu tiên mà các chiến sĩ cần phải làm được. Vì vậy, bên cạnh việc huấn luyện lý thuyết, các chiến sĩ trong khẩu đội phải hiểu rõ được nhau, quan tâm nhau thì lúc đó mới có thể hiệp đồng với nhau, chặt chẽ, phối hợp, nhịp nhàng. Đài quan sát được ví như tai mắt của pháo binh. Để tai luôn thính, mắt luôn tinh, từng thành viên trong tổ đài phải trải qua quá trình rèn luyện nghiêm túc, từ dễ đến khó. Với những trang bị mới được biên chế, đơn vị lại càng chú trọng thường xuyên tập huấn để nâng cao trình độ, kỹ năng của từng thành viên tổ đài. Bồi dưỡng cho cán bộ các cấp, từ các đồng chí là khẩu tiểu trưởng đến các đồng chí cán bộ trung đội trưởng, đặc biệt là các đồng chí mới ra trường. Và ngoài ra thì chúng tôi trong quá trình huấn luyện tổ chức hội thi, hội thao giữa các phân khoa với nhau để đảm bảo về chất lượng. Ngoài những cái vũ khí trang bị hiện có của đơn vị thì chúng tôi cũng bồi dưỡng thêm các cái vũ khí khí tài mới vừa được biên chế để đáp ứng trong quá trình trinh sát, phục vụ bắn. Lữ đoàn 434 cũng chú trọng kiểm tra phần thực hành của phân đội, tăng dần độ khó các hoạt động chiến đấu. Liên tục sửa tập, rút kinh nghiệm qua từng đề mục nhằm rèn luyện cho cán bộ bản lĩnh chỉ huy, kiên quyết sáng tạo, đồng thời bảo đảm cho bộ đội có hành động chính xác, nhanh chóng, kịp thời. Các đơn vị tổ chức tập trung huấn luyện chặt chẽ từ khâu thao tác pháo, thiết bị pháo đến khi đến tổ chức nạp đạn và quan sát đạn bắn. Từ những việc này là trong quá trình tổ chức kiểm tra chiến thuật từ cấp trung đội, đại đội và tiểu đoàn, cơ quan tham mưu đã thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo và đánh giá đơn vị trong quá trình tổ chức huấn luyện khi bình và nhận xét phải thật sự khách quan, chính xác để làm cơ sở tham gia diễn tập bắn đạn thật, có bắn đạn thật bảo đảm an toàn tuyệt đối. Rèn tay, luyện mắt, nâng cao khả năng hiệp đồng chiến đấu giữa các phân đội là một trong những yếu tố quyết định đến chất lượng huấn luyện của Lữ đoàn Pháo binh 434. Tiếp tục khẳng định bản lĩnh chân đồng vai sắt của Bộ đội Pháo binh.